đèn hả? Ủa, ủa kêu kêu mẹ quay với con mà tắt đèn rồi sao mẹ quay? No, mom just tắt đèn. À, just tắt đèn. Ok rồi. Yeah, that's better so he can sleep. À, hai đứa ngủ hả? À, trời đất ơi, tối nay con ngủ nó hả? Dạ. Mền này đâu ra hả? Mom, thôi mẹ chơi mới mua đồ cho chơi nha cô chú, mua đồ đẹp ghê không cô chú? Ha, tay cục nè. Ôi ôi, nè bây giờ con cho cô chú coi cái con này nó làm gì nè. Mom, it poops. Rồi. Rồi rồi bây giờ để cho nó lên đây ngồi. Để cho nó lên đây ngồi cho no, nó. No, it's sleeping. Thôi, để nó lên đây no, ngồi làm cho cô chú coi. It's sleeping for one hour. Mom, can you blink it up? Mẹ mệt con quá đi thôi á. Đây làm cho cô chú coi nè. Mom, pretend to be the bathroom, okay? Ủa nãy gì vậy? Sao bỏ lên không được kỳ vậy? No, let me show you from big girls. Chỉ mẹ đi. Chỉ mẹ mày cũng gành nữa. Đúng rồi, rồi cho con kia lên ngồi. Cái này là mới mua đó cô chú. Tự nhiên nó vô nó chọn cái con đồ chơi này, nó rinh đúng một con một. Mom, I really like it. Ngon ha. Ngã. Ngã. Con này nó đúng ngồi trên toilet luôn á. Rồi bỏ lên. Rồi con này ngồi sao? Don't wanna go đó, don't wanna go đó. No, potty go. Hả? He wants to potty go. À, nó potty go hả? Look. Ừ, có được rồi không? Nó mua con vậy nè. Tưởng trò chơi gì, trò chơi con chim ngồi trên cái bồn cầu có được rồi không? Đúng rồi, con này con chim gì đó mà có cổ nó cao quá. Con chim này chắc gọi là chim cao cổ. No. Chứ gì? Cái cổ nó cao thì gọi nó là con chim, mà cái cổ nó cao thì nó phải là chim cao cổ. Mom, no. Mom. He actually likes noises. Là okay, sao? Now he's gonna go to sleep. À. Perfect, have a sip now. Trời ơi, con dĩa gì mà đẹp vậy con? Ôi, ôi, con dĩa này luôn hả? No, this is ugly. Ôi, cái đó là xấu hả? Yeah. Mẹ thấy đẹp. No, it's not. Đối với mẹ là mẹ thấy đẹp. No. Con thấy đẹp hả? This one's đẹp. Ờ, cái này mới đẹp hả? Con có ghẻ làm gì cái mặt gì mà chấm chấm một một không đây? Bị ghẻ hay gì gì? No, it's a pony. Không. No, it Mom, this is a pony with this is a marshmallow, so he can eat. He brought this for he can eat. Ừ, bây giờ con vẽ hai cô gái đi vô cái siêu thị gặp nhau đụng nhau ta đồ văn tung té. Later hả? Ok. Tiếng Việt nói chữ nào nó cũng biết đâu bác ơi. Nói chữ nào nó cũng hiểu hết á. Mà nói kêu nó không chịu nói. Được đời không? I'm just trying to inside. Này mới mua đồ nữa nè cô chú nào, nay mua quá trời đồ nữa nè cô chú nè. Đồ chưa bỏ, chưa khui bịch ra luôn á. Nè áo này mặc là mới mua nè cô chú nè. Dễ thương không cô chú? Áo mà áo này là hả? Mommy, à, áo mom, cục look, nách á. This is a big one, and this is a small one. Con đưa cho ngoại coi coi. No, no, chưa xong nữa hả? Vẽ con người ta về một rùi một riết rồi tùm lum đi. Nó trợ trợ xuống rồi sao vậy? Xuống ngay, chưa xuống thấy chay nó rầu quá trời trời. Mom, I think he's opening his eyes. She. I think he's a boy. No, con chắc dễ sợ lắm. Cái hồn nó tự nó nghĩ không có nghĩ Su là trai nữa. Du Duyên không? Yeah. Mom, you don't want eyelashes on. À, Su không có lông mi gì hết. Yeah, nhưng mom. Nhưng mà nó có rimep kìa, nó rimep kìa. Mommy, come here. Mẹ ơi, lại đây. Where's my other marker pens? Nè, lấy cho. Nè, mà mỗi lần mà con muốn ăn kẹo dẻo thì con xin mẹ ăn sao? Hả? Muốn ăn kẹo dẻo xin mẹ ăn sao? Mom, mẹ ơi sao? I'm not telling about that. No, mà bây giờ muốn ăn kẹo dẻo không? Yeah, I'm no one. À, không ăn nữa hả? Ok, không ăn thôi. Mày mới lên làm cơm cho ăn. Con nói bà ngoại ơi, nhìn nè. Thôi, đó coi con được rồi không? Hết pin rồi. No, I want my green one. Nè, thì màu green hết pin rồi. Quá đẹp luôn, dễ quá chữ luôn. Luôn. Su, Su con trai dễ rồi Su. Su con trai dễ rồi Su. Mom, can I watch you? Nè, nhắc với bà là được rồi không? Mommy, mom, can I watch you?
Ok, rồi. Cho mẹ mở cho. Con muốn coi PJ Masks rồi ăn cơm. Con chú qua ăn cơm với trứng nữa cô chú nè. Mom, I love cơm and chicken. À, con I love cơm and trứng hả? Yeah, you can give me a lot of bad stuff. Cái gì? You can give me noodles. I don't love noodles. Con thích noodle hả? I love noodles and eggs. À, nãy mới nó không thích noodle, không thích mì, giờ nó thích mì với lại trứng. Rồi, ngồi xuống ăn giùm cái, Nguyễn Thị Chi Hai. Ok. Mình sao? Mommy's PJ Masks rồi. À, mua đồ chơi PJ Masks cho con hả? I put this bữa in nay con giỏi nè. Bữa nay con tự đi vô con mua đồ chơi mà con chỉ mua đúng một món thôi. Quá giỏi. Yeah. Quá giỏi ngoại ha. Mom, I buy freedom. Biết rồi, nhưng mà một cái là cái đó là tô màu. Tôi biết rồi, mẹ muốn vẽ cái tô màu cho con. Nhưng mà con đi vô cái chỗ đồ chơi, con chỉ lựa đúng một món rồi con đi thôi. Rồi hôm nay cái giỏi cái thứ hai á là chờ mẹ shopping trước xong rồi cái con mới đi mua đồ chơi. Cái đó là quá giỏi cái thứ hai, phải không cái hả? Thường thường lẫn chạy đi trước đúng không? Đúng rồi. Hay là quá giỏi đó. Mẹ thấy con có sự khôn lớn và có chữ chững chạc và nghe lời mẹ nhiều hơn đó. Quá giỏi luôn. Hả? Ở đây đây đây, mẹ lấy đồ cho lau miệng. Không, mẹ biết con nên là con uống nước rồi mà mày thấy con hay không? Mà con thấy mày hay không? Rồi cái thứ ba là hồi chiều này nè, ăn một miếng phở nè. Rồi cái bà ngoại múc cho cereal nè. Rồi bây giờ còn ăn cơm với trứng nữa. Quá giỏi. Con gái mẹ càng ngày càng khôn lớn. Everything I want. Đúng rồi, con ăn tất cả những thứ con muốn, đúng rồi. Ăn hết luôn. Giỏi chưa? Rồi khoan, chờ mẹ nè. Chờ mẹ gái ngang. Đựng này xuống lại, cô chú chờ nghe. Mom, I don't need my glasses. No, con cần, tại vì con coi xa. Con đang nhìn xa. Đúng rồi. I'll make it right. Ok, it's make it tight. Rồi, make it right đi. Con đeo nó xấu quá. My hair is getting out of my face. Rồi, rồi, để tôi làm cho. Chị Hai. Sao phải bỏ cái dây hả? Ờ, cái dây cho mấy nó rớt. Mom, I dropped the dog. Mom, I dropped the dog. Mom, I dropped the dog. Bóc ăn miếng. Lụm lên ăn. Không có dơ giá gì đâu, lụm lên ăn. Sao tôi đập con này quá? Không ăn thôi mẹ. Sĩ biểu đeo đó, nhưng mà nó có đeo chịu đeo đâu. Ủa, cái khăn giấy mẹ mới gì đem tới đây đâu rồi? Có gì vậy? Mới vừa đem mấy khăn giấy tới đâu mất tiêu rồi. Ôi coi kìa, đã đời không? Nhẹ nhẹ thôi, con đừng có làm mạnh quá. Con thấy không, bây giờ con đeo kiến vô cái con đâu có nhìn xéo đâu, thấy không? Con nhìn thẳng luôn, thấy không? Giỏi. Đúng rồi, con giờ con nhìn giống như cây cồ vậy đó, cây cồ của màu green đó con. Thấy chưa, giờ đeo kiến vô đâu có nhìn nghiêng nữa, thấy không? Mom, I don't love boys. Hả, à, con thích gì? Con thích boy. Con thích con trai hả? Rồi sao nữa? I don't like boy glasses. Cái đâu, ủa cái kiến đó là phải cái kiến con trai đâu. Cái kiến đó là một củ một cô con. Mom, you tell why I don't love dust glasses. Mà sao vậy? Because it's so difficult to wear it. À, con không thích cái mắt kiến này hả? Có được đời, không có được đời nữa không? Không chịu đeo luôn á, được đời không? Nó nói đeo này khó quá. Làm gì? Trận như sao? Con đeo mắt kiến mà trận vậy sao? Mom, À, con liếc mắt á hả? Con mắt con xây vòng tròn á hả? À, hay ghê không? Hay không? Mom, it's too tight in my head. Gì vậy? Không, bây giờ một là đeo, hai là bỏ ra, còn ba là ăn đập. It's not clean. Rồi, bây giờ cái tay con đụng lên đã rồi, con nói bây giờ nó có nhìn nó mờ. Mày đập con á. Có đập không? Muốn đập con này không? Giỏi chưa cô chú? Ui trời ơi, giỏi dễ sợ chưa? Ôi trời, cái mỏ ăn kìa. Ờ, mẹ quên.
Bây giờ con mẹ con ăn mẹ mới nhớ. Bây giờ mẹ mở chuyện thánh giống cho con coi nha. Con coi chuyện thánh giống không? Ừ. Sao hả? Mom, I want the red hoodie. The bear. Oh, the wolf. And the people walk to her grandma's house. Cô bé gì? I don't know. Cô bé hoàng gì? Hoàng chó. Hoàng khăn đỏ. Hoàng chó. Con nói lại đi, con muốn coi. Coi. Cô bé. Cô bé. Bé. Hoàng khăn đỏ. Khăn chó. Đúng rồi, nó nói cô bé gì mà cái khăn lên quấn cái khăn lên đầu rồi đi thăm bà ngoại rồi có con chó xấu là con nó nói con mới biết á. Rồi giờ coi cô bé hoàng đỏ nha. Mom, I can't think about my glasses off. What? Con mở cái cô bé hoàng khăn đỏ rồi này chưa hoài cho nó coi nè. Ha, bây giờ coi thánh giống đi. Yeah, không, I don't want to. À, giờ coi cô bé hoàng khăn đỏ à? Yeah. I don't like this TV. Sao vậy? Con sao không thích cái TV này? I know I don't like. I'm sure I don't like the show. That's why I said I don't like the TV. Cô gì quên này? Con khế đỏ. Cô bé hoàng khăn đỏ. Not that one. No, not that one. Ok, chờ chút. Đây đang coi nè. Đèo kiến vô nhìn thẳng lên giùm cái. Mama looking that way. Không. Cô bé nè, giờ hoàng nè. Cô bé hoàng cái gì quên rồi? Hoàng chó đỏ. Đúng rồi. Đây, cô bé hoàng khăn đỏ đây. Ok. Nên tiếng Việt. Cô luôn choàng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Đỏ. Nên mọi người gọi cô là cô bé hoàng khăn đỏ. Nó mắc cười lắm, mỗi ngày mỗi lần mà nó coi cái chương trình tiếng Việt là ngó mắc cười à. Dân thưa mẹ. Mom, that's her money. Cô mang cho bà mấy chiếc bánh mẹ nướng và mấy loại thảo dược tươi mà mẹ đã hái trong rừng nhé. Dạ được, con sẽ đi thưa mẹ. Hả? Cô gái nhỏ với chiếc khăn choàng màu đỏ như mọi khi bắt đầu hành trình đi đến nhà bà ngoại. Đừng có rời khỏi con đường trong rừng thỏ nhé con yêu. Bố quay hả bố? Cô bé trước khi đi. Giống như con vậy đó mẹ nói chay ơi. Đi đem đồ bánh ăn cho bà ngoại giùm mẹ cái chay đi. I remember I was been there. Vậy hả? I remember asked me to. Vậy hả con? Con nhớ là con tới khu rừng rồi hả? Con bị lạc vô khu rừng không? Con mới nói được không? Cô không nhận ra là cô đang bị lạc hướng. Đó, chay bây giờ là chỉ có ăn cơm rồi chơi rồi vẽ nguyên buổi tối thôi cô chú ơi. Thôi tạm ngưng video tại đây nha cô chú nha. Bye bye cô chú nha. Cô